Vâng, như vậy xin chào mừng toàn thể quý khán giả của kênh truyền thông bóng đá Phú Mỹ Tây. Chúng ta đang cùng nhau có mặt tại sân bóng đá, sân tập luyện bóng đá năng khiếu thành phố Hồ Chí Minh tại quận 11 để theo dõi trận cầu giao hữu giữa các thủ IT Director và đội bóng Thành Tín FC. Quả đá phạt dành cho các thủ vàng và người đang đứng trước bóng là số 78. Phải đi kiểm thắng, cũng đã rất nguy hiểm. Xuyên chút nữa thì đã có bàn mở tỷ số dành cho các thủ IT Director. Đường chuyền không thành công. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Văn Hải bên phía IT Director. Rất quyết tâm. Vẫn là cơ hội nữa dành cho IT Director. Đường chuyền rất hay. Khoảng trống dành cho số 77 dứt điểm. Cú đá chưa đủ hiểm hóc. Và bóng nguy hiểm. Như vậy thì bóng đã đi vào lưới rồi. Tỷ số được mở dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Thành Tín. Và ghi bàn là của Quốc Anh. Cầu thủ mang chiếc áo số 10 vừa rồi đã tận dụng thời cơ với sơ hở của hàng phòng ngự bên phía đối phương và anh đã đưa bóng vào lưới sau quả treo bóng đến từ vị trí của đồng đội của mình bên phía hành lang cánh phải. Thủ thành bên phía câu lạc bộ áo vàng IT Director đã băng ra nhưng không chạm được vào bóng, một tình huống ra vào thiếu an toàn. Đội hình của các thủ bên phía đội áo vàng đang dâng cao và đang cố gắng tìm kiếm bàn gỡ sau khi để cho các thủ rất nguy hiểm. Tỷ số được gỡ hòa rồi. Tình huống gỡ hòa bất ngờ đến từ các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Một pha bóng khá bất ngờ và bàn thắng có vẻ là của Thanh Miên. Các bạn cùng theo dõi lại pha bóng quay chậm vừa rồi để xem lại tình huống ghi bàn của các cầu thủ bên phía đội bóng IT Director để gỡ hòa. Tình huống đánh đầu ngược của Thanh Miên. Một pha dứt điểm theo kiểu bay người đánh đầu lái bóng. Thanh Miên, đường chuyền của Thanh Miên, tốc độ kịp không? Không có được pha dứt điểm thành công và đã có một tình huống can thiệp cuối cùng đến từ vị trí của Huỳnh Trọng. Thanh Miền vừa bỏ lỡ cơ hội để có thể nâng tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng IT Director. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Tình huống nguy hiểm vừa rồi, khoảng trống rất lớn nhưng chân sút bên phía đội bóng IT Director lại dứt điểm ra ngoài. Quá đáng tiếc cho số 14. Vẫn còn rất tốt. Pha giật lại để tránh bị việc vị rất tốt của số 13 và đây là thời cơ dành cho các cầu thủ áo vàng. Có tình huống phạm lỗi rồi, trọng tài đã cắt còi penalty dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng IT Director. Tình huống phá bẫy việt vị rất tốt đến từ vị trí của anh Tiến Dũng. Rất điềm tĩnh khi mà Thanh Sang đứng trước bóng. Và kết thúc gọn gàng và tỷ số bây giờ là 2-1 dành cho IT Director. Không mấy khó khăn để Thanh Sang có thể đánh bại thủ môn đối phương. Danh sách của hai đội đều đăng ký rất đông. Đặc biệt bây giờ với tỷ số được nâng lên dành cho các thủ áo vàng. Người nâng tỷ số là vị trí của Thanh Sang với một pha đặt đồng chuẩn xác ở tình huống dứt điểm trên chấm 11m. Quả phạt đền được mang về từ vị trí của anh Tiến Dũng. Văn Lịch. Không được. Vẫn còn không có lợi việt vị và đây là pha đối mặt dành cho Thanh Miên, dứt điểm không vào. Quá đáng tiếc cho số 77. Vẫn là Thanh Miên. Được đặt bóng hơi non, cơ hội vẫn còn. Thanh Sang pha xây sở, khoảng trống dứt điểm đi. Tỷ số bây giờ là 3-1 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng rồi. Một sai lầm của hàng phòng ngự bên phía câu lạc bộ Thành Tín FC khi họ để lỏng vị trí của số 6. Ăn Sóc là người đã có thời cơ băng lên dứt điểm trong tư thế đối mặt. Và cầu thủ mang chiếc áo số 6 đã không bỏ lỡ cơ hội để đánh bại thủ thành đối phương và mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng IT Director. Cơ hội tiếp theo dành cho các thủ áo xanh. Đường chuyền hay, Hoài Robinho đưa bóng vào. Sự đáng tiếc là tình huống đưa bóng vào vẫn còn đương đối đơn giản. Bên trọng. Tình huống đánh đầu ngược. Xuyên chút nữa thì có một pha đưa bóng về lưới nhà. Nhưng thủ thành bên phía câu lạc bộ IT Director vẫn đang chơi tốt. Và xử lý tốt và cơ hội dành cho Văn Duy. Dứt điểm ngay. Cú đá chân đi không chính xác của cầu thủ mang áo số 77. Hoàng Phúc. Pha giữ bóng bình tĩnh của số 7 được che bóng. Văn Duy không được. Rất nguy hiểm. Bóng đã đi xa ngoài. Xuất chút nữa thì các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh có được bàn gỡ. Nhưng có thể sẽ là một tình huống phối hợp của các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Tình huống dứt điểm thẳng không thành công. Thành Tín. Một pha dứt điểm rất khó chịu. Rất đáng tiếc chưa thể đánh bại được vị trí của thủ môn bên phía đội bóng IT Director. Cơ hội đối mặt dứt điểm vẫn không vào. Quá đáng tiếc. Rất nhiều những thời cơ dành cho Văn Duy nhưng số 77 vẫn chưa thể đáp lại sự kỳ vọng của ban huấn luyện.
những cơ hội liên tiếp với những pha chuyền bóng mở cánh rất thuận lợi của Hoài Robinho dành cho Văn Duy. Và áp sát của Văn Duy, nỗ lực lấy bóng nữa của số 77 đưa bóng vào, không qua được hàng phòng ngự bên phía đội bóng vàng. Thái Long là người can thiệp, vẫn là một pha xử lý lỗi và cơ hội kế tiếp, cơ hội dành cho Hoàng Phúc, dứt điểm không vào. Quá đáng tiếc cho Hoàng Phúc, rất đáng tiếc cho pha xử lý không thành công đến từ Tuấn Khôi. Vẫn còn cú dứt điểm nữa. Và như vậy thì ta có bàn gỡ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3 ở phút thi đấu thứ 35 của hiệp 2. Và cửa lòng có vẻ đến từ vị trí của Hoài Robinho. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm vừa rồi. Với một pha cửa lòng rất khó chịu, Hoài Robinho. Bóng tiếp tục trở về với các cầu thủ áo xanh. Không được pha dứt điểm đi vọt xa. Đoạn kết thúc chưa chuẩn xác của các chân sút bên phía đội bóng Thành Tín FC. Và chào bóng, được tạt bóng khá tốt. Lê Hiên, pha chạm bóng của số 44 chưa thể đến được vị trí của các đồng đội.